Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi siêu mini ha. Cây nhỏ thôi nhưng mà bộ tàn nó rất là già rồi. Bộ tàn em xây dựng theo phong cách tàn tự nhiên ha. Cây nhỏ nhưng mà rất là duyên. Bộ tàn nó rất là già về mình chỉ cần xịt thêm thuốc kích bông cho nó là nó sẽ đậu trái rất là nhiều ha. Cây này về mình có thể thay chậu được liền rồi. Bộ thân cây rất là già. Về mình có thể ép vô một cái chậu bé thế này ha. Thì mình có thể để bàn chơi hoặc là đi giao lưu hội nhóm mình mang theo cũng được, rất là tiện. Cây nhỏ nhưng mà rất là già cây ha. Giờ rồi em xin giao lưu cây sam núi siêu mini này với giá là 150 ngàn em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo em để phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.